Hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của đội chiến thắng thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục một số lỗi mà các bạn gặp phải ở chơi ở bản Vina game này nha các bạn nhé thì đầu tiên là vấn đề nhập cốt thì có nhiều bạn nói với mình là anh ơi sao em không nhập được cốt hay thứ hai là em không thể chọn được tên nhân vật của mình thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn các lỗi với các bạn tại sao các bạn phạm được cái lỗi đấy nhé các bạn nhé thì đầu tiên các bạn sẽ để nhập cốt thì các bạn sẽ vào link nhập cốt của nhà phát hành để cho các bạn ấy thì các bạn đăng bấm vào đấy rồi các bạn sẽ phải đăng nhập vào thì bạn nào đăng nhập bằng dinh ID này Google hay là Apple ID hay là Facebook thì các bạn chọn vào thì mình mình chọn Facebook nha rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn đầu tiên thì các bạn sẽ chọn máy chủ của bạn này đấy, máy chủ của bạn thì nó là máy chủ đúng rồi này máy chủ Việt Nam mà đúng rồi này thì cái tài khoản mà cái chỗ là tên nhân vật này này các bạn đừng có chọn tên nhân vật nhé các bạn hãy nhập cốt trước đấy đầu tiên là các bạn nhập cốt trước này đây mình sẽ lấy cái cốt của nhà phát hành này đó, các bạn hãy chọn cốt trước sau đó các bạn chọn dv 3 i đúng không? đấy thì đến lúc này các bạn sẽ không bấm được nhận quà mặc dù nó hiện tên nhân vật rồi các bạn nhé thì lúc này các bạn hãy chuyển sang bấm vào cái chữ chọn lại nhân vật này xong chọn lại tên nhân vật này đấy các bạn thấy không? Cái lúc này thì chữ nhận quà nó sẽ sáng lên các bạn bấm nhận quà là được đó đấy thì cái này nó mình đã nhập rồi nên nó hiện là bạn đã tham gia sự kiện này rồi đấy các bạn thấy chưa? đấy nó mới hiện còn các bạn lúc đầu các bạn nó không hiện sáng đâu đấy, nó hiện nó vẫn kiểu nó mặc dù nó hiện hồng nhi nó không hiện sáng nhưng các bạn phải chọn lại này chọn vào nhân vật xong chọn lại hồng nhi đấy đấy thì nó mới được nha các bạn nhé và cái lỗi thứ hai là các bạn gặp phải đó là các bạn khi các bạn lỡ đăng xuất ra rồi thì làm sao đăng nhập lại thì bây giờ mình sẽ đăng xuất cái thích gì ra rồi mình sẽ chỉ cho các bạn đăng nhập lại nhé các bạn chờ mình một xíu để mình vào game mình đăng xuất ra nha Ôi lag quá Game hơi lag nha các bạn này Đây nó còn không hiện ở cái thanh VVIP lên này à, Bây giờ bấm vào đây Rồi Và mình sẽ chọn đăng xuất nha Đấy Mình sẽ bấm đăng xuất này Đó Đấy, sau khi nó đăng xuất thì nó sẽ lại hiện lại cho các bạn hai cái này thì lúc này cái chữ liên kết tài khoản này ấy thì nếu các bạn bấm vào cái liên kết tài khoản này nó sẽ các bạn sẽ không có mã để các bạn đăng nhập vào bởi vì các bạn đã liên kết rồi đúng không? thế nên là các bạn sẽ bấm vào cái chữ bắt đầu tài khoản mới Đấy, đến lúc này thì các bạn lại đăng nhập vào như bình thường các bạn có thể chọn Facebook hoặc là Zing ID hoặc là chơi ngay nha các bạn nhé. OK thì bây giờ mình sẽ bấm chơi ngay đi. Đấy. nếu như các bạn bấm chơi ngay thì các bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google nhé các bạn nhé à, đấy bạn bấm chơi ngay là được thực ra nếu bạn nào đăng nhập rồi thì nó sẽ tự vào thôi cũng không đến nỗi đấy đâu này ô tài khoản mới à ở chỗ này mình tưởng là có đăng nhập bằng tài khoản Google mà à lên chỗ này thì các bạn phải đăng nhập vào Facebook mình vào lại ha cái này chỉ chỉ, dành cho kiểu uh, Facebook thôi các bạn ạ còn đăng nhập Google như là bấm trên ngay là đây 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 đây, đây, đây này các bạn uh, cho nên bảo vệ tài khoản này cái này là nếu mà các bạn bảo vệ tài khoản này các bạn phải lừa gặp mail các bạn chơi tiếp đi gọi đừng đừng chọn đăng nhập nhé. Rồi các bạn vào các bạn đăng xuất ra lại. Cái này là đăng nhập Google không được à? cái này thì nếu mà đăng nhập google thì chắc là không được các bạn này. Ở mỗi facebook và zing đi. cái này là phải đăng xuất ra lại rồi các bạn đấy. đấy là cái đấy là cái lý do vì sao tôi đã cảnh cáo các bạn đó là nên nên liên kết cả tài khoản Facebook vào Google đấy. để khi các bạn sang đến đây các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Facebook. Đây cái chỗ chơi ngay nhà phát hành phải chọn, chọn hai cái, một là tài khoản khách hay là tài khoản. Đây mình sẽ đăng xuất ra này. Hoặc là các bạn cũng có thể xóa đi tải lại cũng được ấy. Ừ, hỗ trợ Rồi bây giờ mình sẽ chọn Facebook và Zing ID nha Facebook của mình thì mình chưa có tải ở đây Thì các bạn nào chỉ cần bấm vào Facebook là chắc chắn sẽ được rồi Zing ID với Facebook thì chắc chắn các bạn được Còn cái chỗ tài khoản Google ấy, Thì cái này để mình tìm hiểu Tìm hiểu thêm các bạn nhé